Mai chúng ta sẽ đi xem nơi mà chúng ta sẽ gọi là nhà trong một vài tháng tới. Phòng gym của chúng ta thì nằm tại tầng 6 của tòa The Nine số 9 Phạm Văn Đồng. Và để cho các bạn dễ hình dung hơn thì Kevin có khoanh những cái trường đại học ở gần đây. Còn về chi phí của phòng này thì Kevin được tư vấn với 2 gói tập 10 triệu 9 cho 1 năm Only Gym, và cũng là gói mà Kevin chọn, và 12 triệu 6 cho 18 tháng cũng là Only Gym, thì nó rơi vào khoảng 700 nghìn một tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là với số tiền đó thì chúng ta sẽ được nhận lại những cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với khu vực cardio. Ở đây thì không chỉ có view tuyệt đỉnh mà đủ tất cả các loại máy, từ chạy bộ, đạp xe đến leo thang. Và toàn bộ các loại máy ở đây thì đến từ nhà Technogym. Các bạn có thể hiểu được cái chất lượng ở đây nó như thế nào. Đây là khu vực mà Kevin dành nhiều thời gian nhất, khu vực tạ đơn. Ui, nhìn cái view kìa, sướng. Ngoài tập tạ ở đây ra thì các bạn có thể tìm hiểu đến những cái môn như kiểu boxing, bóng rổ, nhưng mà bởi vì là Only Gym nên là chỉ được nhìn thôi. Yoga bay, Pilates. Đặc biệt đến đây các bạn có thể trải nghiệm được leo núi trong nhà. Và hãy thử tưởng tượng xem sau một ngày làm việc mệt mỏi, các bạn được ngâm mình ở trong làn nước này.